Lại mềm u mèo. Để anh đưa em lên thiên đường, đêm nay ta overdose. Nói với bạn trai tôi nếu em bận, sáng mai sẽ gọi lại sau. Đêm nay cùng anh say đắm, để cho ưu phiền bay qua. Có thể là anh may mắn, đêm nay em chỉ say A. B-A-D-P-O-Y, trên con sẽ overnight. Thấy em trong ba là lướt, bộ váy ngắn chân em số 2. Anh không muốn cưa em đổ, chỉ muốn bên em đêm nay. Tặng em cây hôn lên cổ. Thôi tới luôn đi em ơi. Đưa em đi chỉ còn 4 chỗ, lượn một vòng cho thời gian trôi. Nhìn mấy thằng hay đồ khốn khổ, lấy cô em và xin trên môi. Tay anh thì cầm chặt tay lái, có mấy em gái đang ngồi sau xe. Giữ chặt bằng tay trái, thấy em chỉ nói ok. Anh nói em nghe này bé, tụi nó bảo nhạc anh solid. Nếu không muốn lãng phí đêm nay thì phóng thật nhanh không sợ police. Ê, đêm nay chỉ cần em thôi, chỉ em thôi cũng đủ 3 chay. Nếu như em sợ bãi chay em thì không sao đâu, cứ việc khóa máy. Yêu anh thì cứ gọi điện, thích anh thì cứ follow. Boyfriend em đã có hỏi, thì kệ đi có sao đâu. Anh đây thì không phải gây nổi tiếng, nhưng mà cũng đủ là em say mê. Tặng riêng cho em một cái say đắm. Ê, thôi tới luôn đi em ơi. B-A-D-P-O-Y, trên con sẽ overnight. Thấy em trong ba là lướt, bộ váy ngắn trong em số 2. Anh không muốn cưa em đổ, chỉ muốn bên em đêm nay. Tặng em cây hôn lên cổ. Thôi tới luôn đi em ơi. Tới luôn. Tới luôn.